Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình làm cái gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft MCBE sinh tồn tập tiếp theo. Và trước khi bắt đầu video này, nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series MCBE sinh tồn thì đừng quên giúp mình đạt 777 like cũng như là 37 lượt chia sẻ nha. Và đừng quên ủng hộ cho channel mình FF cũng như là Minh MC của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Let's go. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ cần phải làm gì? Đó chính là chúng ta sẽ cần phải làm một số cái chuồng cho những cái con như là heo, bò, cừu, gà nha các bạn. Thì mình sẽ nuôi hai loại thôi, một là bò và hai là cừu thôi. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng gỗ sồi. Đâu rồi? Gỗ sồi mình để đâu rồi ta? Đây, mình sẽ sử dụng gỗ sồi để chúng ta làm chuồng nha các bạn. Thì mình cũng có làm một xíu cái đường đi ở chỗ này rồi. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ làm chuồng ở phần... chắc là phần bên này đi. Tại vì phần bên này cho nó trống trải, cho nó nhìn nó khác biệt xíu các bạn. Chứ mình làm luôn bên kia thì nhìn nó hơi ấy đúng không? Thì có rất là nhiều bạn kêu là khi mà anh làm chuồng ấy thì nó sẽ không có bị mất. Ừ, như vậy thì ngon các bạn. Chứ nếu mà làm chuồng á mà nó bị mất á là toang luôn ấy. Tại vì mình sợ là ở trên BE kiểu như cứ cho ăn là nó sẽ bị mất ấy các bạn. Hoặc là chúng ta để lâu nó sẽ bị mất ấy. Nhưng mà nếu như không mất thì ok nha các bạn. Nếu như không mất thì rất là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ làm một chuồng cho cừu và một chuồng cho bò nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ làm thêm một cái máy nữa, là cái máy sản xuất thịt bò bán tự động các bạn. Tức là chúng ta vẫn phải cho bò ăn, nhưng nó sẽ xử lý cho mình là cái lượng cái thịt bò khi mà con bò nó lớn ấy, thì mình sẽ bấm nút và nó sẽ xử lý. Như vậy thì nó cũng nên mình mới gọi nó là bán tự động nha các bạn. Còn nếu bình thường là mình sẽ gọi là tự động rồi, nhưng mà cái này là bán tự động. Nhưng mà không sao, nhiêu này nó cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm một tí thời gian rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cần phải làm cái chuồng cái đã, xây cái chuồng cho nó xong xuôi, nó đẹp mắt cái đã. Đấy, ok chưa? Uầy, chỗ này nhìn hơi căng nha, để cho đây chút đi. Đấy, như vậy là chúng ta có được một cái chuồng và cừu nha. Chuồng này mình sẽ làm chuồng cừu nha các bạn. Và chúng ta sẽ ốp những cái hàng rào vô, thì mình chắc là mình sẽ sử dụng hàng rào đá. Ngoài ra thì ở bên trên thì chúng ta cũng sẽ ốp cái phiến đá luôn đi nha các bạn. Mình đã làm xong hai cái chuồng các bạn. Và bây giờ mình sẽ cần phải dẫn thêm một con cừu vào nữa. Đây, dẫn thêm một con cừu vào chuồng nữa là chúng ta sẽ có hai bé cừu nha. Như vậy là ok, như vậy là xong các bạn. Đây, ra đây, vô đây. Vô. Ok. Đây, đúng rồi. Úi, chết rồi. Không sao. Đây, vô lại. Đó. Đây, cho ăn luôn. 1, 2. Đấy, ăn đi. Đâu rồi. Đấy rồi, chặn lại nha các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một chuồng cừu nè. Và bên này mình thấy có một bé bò. Đây. Chúng ta sẽ cần phải nhân giống bé bò này ra rất nhiều nha các bạn, để mình còn đủ để chúng ta có thể có hai con để làm farm bò nha các bạn. Thì chủ yếu là mình sẽ cần phải lấy thịt thôi. Và mình có phát hiện ra là khi các bạn bấm chạy đúng không, thì các bạn bình thường là nó sẽ nhanh một xíu. Còn nếu các bạn giữ luôn, các bạn giữ mà kiểu để cho nó chạy nhanh luôn á là nó sẽ hao thịt rất là nhiều. Còn các bạn bấm cho nó chạy nhanh một cái rồi các bạn thả ra là nó sẽ đỡ hao thịt hơn, mà các bạn cũng sẽ đi nhanh được hơn một xíu các bạn. Đấy, thì các bạn nên bấm mà kiểu đi nhanh một xíu rồi đó, bấm cái này đó nó sẽ đi nhanh một xíu rồi xong tí nữa giống kiểu như là nó chạy một chút rồi nó sẽ hết chạy á. Nhưng mà nó sẽ được cái là tiết kiệm thịt hơn các bạn, còn bình thường nó sẽ rất là tốn thịt nha. Đấy, chỗ này là phải, mấy con cừu nè. Còn bây giờ chúng ta có con bò, mình sẽ có một con người ta. Mình sẽ cần phải kiếm thêm một bé bò nữa, chứ một bé là không đủ các bạn. Một bé là mình sẽ không thể nào mà nhân giống được. Uầy, có heo nữa hả? Nhưng mà thật sự là heo là mình không cần các bạn, mình chỉ có cần bò thôi. Thì để mình đi kiếm thêm một bé bò nữa nha. Như vậy là mình đã dẫn hai bé bò vào rồi các bạn. Đấy, cho tụi nó sinh sản nha. Đấy, như vậy là ổn áp. Và trong thời gian mà để mình chờ đợi nhân giống các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu làm nhà sinh tồn nha các bạn. Đó, mình đang có dự định là chúng ta sẽ xây ở khoảng đất ở trên này nè các bạn. Đấy, thì làm cái nhà nó cũng tương đối thôi, không có cần quá to đâu các bạn. Thì chỗ này chắc là phải ốp lại rồi, chỗ này để như này là không ổn các bạn. Để mình ốp mấy cái hồ nước này lại đi, thì mình cũng có khá là dư đất các bạn. Đâu, để mình xem nữa coi. Đây, cái này mình thấy khá là dư thì ok, để mình ốp lại hết cái phần nước này đã. Tại vì cái có phần hồ nước ở đây nó khá là xấu các bạn, cho nên để mình ốp lại hết đi. Rồi chúng ta sẽ làm cái nhà sinh tồn nha các bạn. Mình có đánh dấu sẵn cái chỗ để chúng ta làm cái nhà nè các bạn. Đây, sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi lên khoảng tầm 3 ô nha. Lên 1 nè, rồi 2 nè, và 3. Đấy, ok, lên 3 ô đi cho nó cao cao một tí các bạn.
Ôi, nhưng mà hình như 3 ô hơi cao nhờ. Tính ra nữa. Ôi, có con phù thủy kìa. Tính ra 3 ô hơi cao nhờ. Thôi lên ô thôi. À, mình thấy 3 ô nó cao quá thì nhìn nó sẽ bị xấu các bạn. Đấy, cho nên thôi lên ô thôi cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhà sinh tồn nó tương đối thôi nha, cơ bản thôi. Hơi to một chút thôi nhưng mà không to lắm. Đó, đây là nhà sinh tồn của chúng ta nha. Rồi bây giờ thì đi vào đây. Còn ở những cái vị trí này á là cái gì? Ở những vị trí này á nó là những cái hàng rào nha các bạn. Đây, mình sẽ up lên. Đó, đây rồi, đây. Đây, ui, giờ sao ta? Để mình quay mình giết con phù thủy cái. Đây, mình sẽ quay mình PVP với con phù thủy nào. Vô đây. Quấn nhau nào. Ui, né nè, thế này nó không ném mình nè. Né, 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 né. Né mà. Mày thấy chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. À đây còn con xương nữa à. Xong mày ơi, đây mày đó, xong rồi bây giờ bắt đầu xây nhà sinh tồn tiếp thôi các bạn ơi. Lâu lâu mình cũng phải giải trí một tí chứ, ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải cho mấy con bò ăn nha các bạn. Không có bò mà không ăn là toan luôn đấy. Rồi sau khi mình có cái phần nền móng rồi đó bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ làm phần gỗ một tí nha. Mình sẽ bắt đầu làm, thì đây là đường vào của mình nè. Đấy, đây sẽ là đường vào của mình nha. Và mình cũng chưa làm cái cửa nữa. Thì cái cửa chắc là làm cái cửa bằng gỗ sồi đi, cho nhìn cho nó, ở đây, cửa gỗ sồi có nè. Mình làm cửa gỗ sồi nhìn cho nó sáng sủa các bạn. Tại vì cái gỗ sồi đen này nó hơi bị tối một tí á. Đấy, up vô nha. Và ở những cái vị trí này á thì chúng ta sẽ up cho nó sát lại luôn. Đấy, up sát luôn nha. Còn ở vị trí này thì mình sẽ up một block, up block ở đây. Và ở chỗ này thì chúng ta sẽ để cái cầu thang vô. Lý do tại sao ta để cầu thang vô là tại vì đoạn này á mình sẽ up kính các bạn. 1, 2, 3. Đấy, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lên. Đấy, chỗ này thì chắc là up vô đây luôn. Và ở vị trí này chắc là mình đổi lại up cái cầu thang vô. Đấy, nói chung là cầm cái khiên khó chịu nha. 1, 2, 3. Đấy, thì cái nhà của mình á, bên này nó sẽ cao hơn bên kia nha. Mình đang có dự định á là cái phần đi vào nè, ngay chỗ phần này nó sẽ cao hơn một block so với phần ở bên này. Đấy, thì chắc là tí nữa mình sẽ lên. Đấy, còn phần bên này thì chúng ta cũng sẽ có hai hướng nha các bạn. Y như là cái bên kia thôi, thì mình cũng ốp cửa kính ngay chỗ đoạn này. Thì chỗ nào ốp cửa kính đó, thì chúng ta sẽ để cái phần cầu thang vô nha. Ngay chỗ này mình ốp cửa kính là 1 nè, 2, ấy da, 2 nè. Và phần bên này là phần 3. Đấy, còn ở sau này thì chúng ta ốp hết. Sau này thì chỗ đoạn này chắc là không có cái gì cần phải nhìn đâu ha. Đấy, thì chỗ này chắc không có gì nhìn, thôi mình ốp hết luôn đi. 1, 2, 3. Uầy, cái này có vẻ là màu sắc thì có vẻ hơi tối nha các bạn. Tại vì cái cổ sồi này thì nó hơi tối một tí, nhưng mà chắc không có vấn đề gì đâu ha. Mình đã ốp xong phần tường rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên và mình sẽ làm phần mái nha các bạn. Thì phần mái chúng ta mình sẽ bọc bên ngoài là đá và bên trong là gỗ sồi đen nha. Y như ấy thôi, không có vấn đề gì khác cả. Đây, ốp vô đây. Và mình cũng làm phần mái nó cũng đơn giản đó bạn. Tại vì đây là một cái nhà sinh tồn kiểu cơ bản mà, cho nên chúng ta cũng không cần phải làm quá cái gì mà nó cầu kỳ quá đâu các bạn. Đấy, mình cũng làm mái nó cứ theo cái đường đi vào thôi. Cầu thang đi lên, đi lên. Ý, chết rồi. Đập chỗ này ra coi. Đó, mình cứ làm đơn giản cơ bản thôi. Đấy, như thế này. Và ở vị trí này thì chúng ta cho một cái slab vô. Rồi sau đó thì mình sẽ cho một cái block vô. Đấy, ấy, xong vô. À, cái này nó không giống như PC các bạn. Đó, như thế này. Và phần này chúng ta sẽ kéo vô nha. Đây, kéo vô đây. Và ở đây thì mình cũng sẽ kéo luôn cái phần này như cũ luôn bạn, như bên kia luôn. Đấy, cái mái bên này là nó thấp hơn một ô nha bạn. Và mình cũng vừa mới thay đi kiếm thêm vài cái cây gỗ vân sam các bạn, để về chúng ta thay đổi màu sắc cho nó đẹp mắt hơn. Tại vì cái gỗ sồi này nó bị tối quá các bạn, nó hơi tối ấy. Thì mình cũng thay đổi lại cho nó nhìn cho nó ok hơn. Đấy, up vô đây. Đấy, nấu vô thôi. Tương tự như bên kia thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi đây up một cái slab và mình up một block. Đấy, rồi mình kéo vào thôi các bạn. Quên.
từ từ bình tĩnh, mình kéo ở trong là mình sử dụng gỗ sồi đen để mình ốp cái phần trong nha bạn. Chỉ có phần viền á, là chúng ta sử dụng ấy thôi, sử dụng đá thôi. Rồi sau khi mình ốp xong cái phần mái các bạn, thì ở vị trí này chúng ta sẽ cho mấy cái cục diode ray vô nha. Đây ốp vô để chặn cái phần cửa sổ lại thôi. Đấy, rồi tương tự với lại ở bên kia luôn, thì chúng ta sẽ cho cái phần diode ray vô là hoàn thiện căn nhà của chúng ta nha các bạn. Đây chỗ này và mình chưa chúng ta cần phải làm thêm một cái chỗ để làm cái gì ta gọi là cái ống khói. Ở đây mình đã làm sẵn rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái lớp để mình ốp cái phần trần nha bạn. Phần trần thì mình ốp, mình sẽ sử dụng, chắc là sử dụng gỗ vân sam đi. Đấy, chúng ta sẽ ốp phần trần nhưng mà mình sẽ ốp như thế này, tức là ở đây chúng ta sẽ ốp như thế này nha. Sau đó là chúng ta sẽ lên một ô, đấy, ốp xen kẽ nha các bạn. Đấy, lên một nửa thôi, đó, ốp như thế này thì nhìn cái phần trần chúng ta nó sẽ đỡ nhàm chán hơn. Chứ nếu như các bạn mà ốp kiểu phẳng qua hết thì nhìn nó rất là bình thường ha. Thì chúng ta ốp như thế này thì nhìn cho nó đỡ nhàm chán. Ngoài ra thì tí xíu nữa mình sẽ cần phải chế tạo một cái lửa trại nha các bạn, để chúng ta ốp lên trên cái ống khói của chúng ta. Đây, chỗ này nè, đây, từ từ để tạm đây. Tí nữa mình ốp cái ống khói ra đã rồi ốp lại chỗ này xong nha. Đấy, để tạm đây, ốp hết cái phần này lại cái nè. Rồi, ở vị trí này cũng tương tự thôi, và phải cắm đuốc ở bên trên nha các bạn. Nếu như bạn không cắm đuốc ở bên trên á là quái nó sẽ xuất hiện, tại vì cái có một cái nửa slab của mình ấy là nó nửa trên. Đấy, thì nửa trên là chắc chắn là quái sẽ xuất hiện rồi. Đúng. Chơi cái Minecraft PE này khó đặt thật sự luôn các bạn. Đặt nó cứ bị lâu lâu nó ý. Đặt nó cứ bị lâu nó cứ bị lỗi. À, chỗ này thì chắc là mình sẽ phải nâng lên rồi, không để ở dưới được rồi. Đây. Rồi chỗ này chắc là để như thế này. Ui. Căng vậy. Bên này cái chỗ này chắc xuống, còn cái này chắc phải để lên cao rồi cho nó đừng có kiểu lệch, chứ cái này cái đường giữa nó sẽ xuống nửa dưới này, rồi đường này nâng lên là ok. Mình sẽ sử dụng Andesite để làm nha các bạn. Đây thì chúng ta sẽ đi lên 1 2. Ngay chỗ này thì chắc là phải mẻ lại rồi. Đây, mẻ như thế này đó. 1 2. Sau đó là chúng ta qua đây. 1 2. Đấy. 3. Ok. Đấy, thì cái phần ống khói của ta nó sẽ nằm như thế này nha. Và ở bên trên này thì mình sẽ cần phải để một cái lửa trại vô. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ốp block vô trước, tại vì lý do tại sao ốp block? Ốp block để mình ốp cái phần đây là gọi là phần cửa sập vô nè bạn, để che cái phần lửa trại lại, nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Này, đóng lại, đóng rồi, đập đi. Đấy, mà mình để cái phần lửa trại vô đây là đẹp mắt luôn. Đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Ống khói của chúng ta đã bắt đầu hoạt động. Lên lửa. Đó. Chỗ này thì đập đi, tại vì nhìn nó hơi dài ấy, các bạn đập bớt đi. Đấy. Rồi chỗ này được thì mình sẽ đây, chúng ta sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. Sau đó mình để đây và mình sẽ cần phải có hai cái slab. Đây. Đấy, chúng ta để ở đây một cái. Ơ da. Để đây một cái. Đấy, như vậy là ok, nhìn nó sẽ đỡ dài hơn so với lúc nãy nha các bạn. Đấy, mặc dù là cũng gắn vô nhưng mà đỡ dài hơn. Và chỗ này thì mình cũng phải gắn cái phần slab đá cuội vô. Đó. Đấy. Và ở đây mình có một cái cửa nha các bạn, cửa trước và cửa sau. Đó, còn chỗ này thì đập đi và mình ốp lại, mình cũng đã cắm đuốc luôn rồi. Thì bây giờ chúng ta ốp cái phần này vô nữa là xong. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong cái căn nhà cơ bản sinh tồn của chúng ta ha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu trang trí một vài thứ cơ bản để giường đồ vô, để bàn chế tạo đồ vô thôi. Đây, thì mình cũng để giường để bàn chế tạo đồ vô, để cái gì chúng ta chế tạo đồ đạc các thứ ha. Thì nhìn tổng thể coi, nhìn nó cũng khá là ok đúng không bạn, cũng không tới nỗi nào xấu đúng không. Thì chẳng qua là do cái phần ấy của mình nó bị tối quá, cái phần gỗ sồi đen ấy nó bị tối quá các bạn. À, nhìn cũng được phết đó chứ bộ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải ốp cái hàng rào nữa. Thì cái hàng rào chắc là mình sẽ sử dụng cái cửa sập mà dạng như cửa sập gỗ sồi nữa bạn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cửa sập gỗ sồi nha. Rồi
cửa sổ đây. Đấy, 46 hy vọng là đủ nè. Rồi, mình vừa xong xuôi rồi, trang trí các kiểu luôn hả bạn. Thì á mình sẽ để tạm đây, từ từ chúng ta sẽ trang trí bên trong ha. Thì chúng ta quay lại với cái công việc đầu tiên của chúng ta, đó chính là mình sẽ cần phải nhân giống của tụi bò các bạn. Nhưng mà có vẻ là cái số lượng mà hạt giống nó rơi ra khá ít nha. Mình để ý cái số lượng hạt giống nó rơi ra khá ít nha các bạn. Dẫn tới là chúng ta nếu mà muốn có được mà cái tụi bò để mà farm cũng hơi lâu ấy, và mình cũng làm được đi các thứ nè. Đấy, xung quanh trang trí bông hoa rồi kính cũng rồi cũng trang trí hết rồi. Đấy, nói chung là ok hết rồi đó, nhìn cũng khá là đẹp mắt các bạn. Đùa đâu. Ôi, cái này có 3 con vậy. Ui, rồi mình sẽ cho tụi cừu ăn luôn, nếu như sau này chúng ta cần lông cừu chúng ta lấy luôn ha. Cho nên sẵn tiện ở kìa, trong này không vô được à. Từ bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Đấy, thì chắc là mình sẽ tạm gác lại cái công việc mà chúng ta làm farm tụi bò đi. Thì mình sẽ làm một cái ruộng bậc thang nhỏ nhỏ bạn. Cái ruộng này thu hoạch bằng tay thì nó cũng hơi phê. Đấy, cho nên mình sẽ làm một cái khu ruộng bậc thang nhỏ nhỏ để chúng ta có thể thu hoạch tự động được nha bạn. Đấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ làm ở bên hông nhà đi, ừ chỗ đó đi. Thì hình như là có mấy bạn nói á, là cái phần cửa sập ở bên này á, khi mà đặt xuống rồi đổ nước vô á thì nó vẫn bị chảy ra. Đâu để bây giờ mình test thử nha. Đấy, nếu như mà cửa sập bị chảy ra các bạn, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái gì? Đó chính là chúng ta sẽ phải sử dụng cái dispenser nha các bạn, chứ không thể nào sử dụng cửa sập được. Để mình xem nữa coi. Không phải không có cái ấy này chứ, không có cái rìu nữa chứ. Đâu để mình xem thử coi nó có chảy không nha. Ốp vô đây nè. Đó, ốp vô đây, mở ra. Và ở chỗ này thì lấy một cục cát đi, lấy một cục cát chặn lại. Đây, chặn bên này và đổ đây. Ồ, như vậy là ở trên này, ở trên Minecraft PE á không sử dụng cửa sập được đó nha các bạn. Tức là nó vẫn bị kiểu như là chảy qua cửa sập luôn, cửa sập không có chặn nước lại được. À, như vậy là chúng ta chỉ có thể một là sử dụng piston, hai là sử dụng dispenser nha các bạn, chứ không thể nào sử dụng cửa sập được. Như vậy thì mình quyết định là chúng ta sẽ sử dụng dispenser nha, để mình xem thử có đủ không. Tại vì nếu mà dispenser chúng ta sẽ cần có 8 cái, mà 8 cái thì cũng hơi chua. Ở đây được đủ. Tại vì 8 cái thì chúng ta sẽ cần khoảng tầm 24 cái sợi chỉ để làm 8 cái cung, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 11, 2, 3, 4. Đấy, sau đó lấy cái này đó, làm như thế này nha, là chúng ta sẽ có sợi chỉ nha bạn. Sau đó mình sẽ chế tạo 8 cái dispenser nha. Rồi chúng ta sẽ làm một cái ruộng gọi là bậc thang, nhưng mà bậc 1 thôi bạn. Hiện tại là làm bậc 1 thôi. Sau này chúng ta sẽ làm to sau, cứ từ từ, bình tĩnh. Thời gian đầu thì mình sẽ cần phải farm cái lúa trước, cho nên chúng ta sẽ làm farm lúa thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế tạo mấy cái cung nha các bạn. Đây, mình chỉ cần chế tạo 8 cái cung. Đấy, 8. Ok. Vãi trưởng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Sau đó là chúng ta cần có đá. Ai da, đủ chúng ta. Ừ đủ. Và chúng ta sẽ cần có đá đỏ nữa. Đây. Thì nói chung là dispenser thì nó cũng khá đơn giản thôi. Quay, được 8 cái luôn. Ơi, được cái bên này công thức nó cho mình chế tạo khá là nhanh. Wow, ở đây có một cái cây nữa nè. Ngon anh, nãy mình vừa mới trồng vô các bạn. Thì mình sẽ làm một cái chỗ ở bên này nha. Ơ kìa, sao chỗ này? Chỗ này nhìn nó ấy ta, sao nó nhìn nó cứ kiểu gì á. Nó cứ thục thò chỗ này, tự nhiên chỗ này có cái nguồn nước khó chịu nhờ. Để mình xem thử coi mình có đất không, mình ốp lại nha. Chứ tự nhiên nó thục xuống khó chịu quá. Thì cái thiết kế này nó khá là đơn giản các bạn. Ngoài ra bạn biết một cái, nó có bị một cái vấn đề nữa là chúng ta sẽ cần rất nhiều hopper. Nhưng mình sẽ dùng cái đường nước nữa, mình sẽ dùng một lần đường nước nữa để mình di chuyển đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cần 8 xô. Bỏ bớt một đi. Đây, chúng ta sẽ lấy 8 xô nước ha, tương ứng với 8 cái dispenser. Và ở đây cũng như là chúng ta sẽ mình sẽ sử dụng gỗ đi. Mình sử dụng gỗ cho nó đồng bộ đi. Sử dụng gỗ để làm mấy cái này cho nó đồng bộ ha. Rồi, thì chúng ta sẽ cần cái gì nữa ta? Đường nước rồi, hopper nè, mình sẽ cần thêm cái rương. Tại vì các bạn biết sao không? Nếu mà chúng ta dùng 8 cái hopper thì rất là mắc các bạn. Cho nên mình thấy là chúng ta dùng một cái hopper thôi là được. Dùng 8 hopper mắc lắm. Này, làm cái rương đôi nữa là đẹp. Rồi, thì mình sẽ ra đây. Thì cái đường nước của mình nó bị đi xuống một chút thôi. Nhưng mà đi xuống một chút thì cũng không vấn đề gì. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6. Ok. 6 ô đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và chỗ này đào xuống một ô nữa nha các bạn. Lý do tại sao cần phải đào xuống một ô. Đâu cần đào xuống ô đâu ta. Đào ô được rồi, không cần đào xuống ô nữa đâu. Đấy là mình đổ nước là được rồi. Và chỗ này thì đổ nước ha. Rồi thì chỗ này chúng ta sẽ đổ nước nè. Là đổ đây. Không, đổ ngược lại đi. Đổ từ bên này đổ qua đi. Đứng đây mình sẽ lấy đồ ở đây. Đấy, mình sẽ lấy đồ ở vị trí này ha. Đây thì chúng ta sẽ có một cái rương ở vị trí dưới này. Uầy, gần đường đi không? Ừ, đâu có gần đường đi đâu. Chỗ này ok mà. Chỗ này hơi bị ok luôn á. Rồi sau đó chúng ta để cái hopper vô. Đấy, như vậy là ok nha. Đấy, là chỗ này á, là mình sẽ thu nhận đồ nha. Đồ chúng ta sẽ nằm ở đây. Và nó sẽ có 8 ô. Đây, bây giờ mình sẽ cuốc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, như vậy thì chỗ này mình sẽ để 8 cái dispenser ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Rồi chúng ta sẽ ốp phần gỗ xung quanh nha. Trước khi ốp phần gỗ xung quanh thì các bạn sẽ canh cho mình là 1, 2, 3, 4. Đây, lấy cái đây ngô và lấy bên này ngô. Ok. Ok. Lấy bên này ngô. Đấy, là chúng ta sẽ đổ nước vô đây nha. Đấy, bây giờ mình sẽ ok, đây ở đây có hồ này, hên quá. Đây, chúng ta sẽ đổ nước vô đây một cái và chúng ta sẽ đổ nước vô. Rõ ràng là mình múc quá trời mà. Đây, để mình múc cái, múc cho nó đủ luôn. Kìa. Nó bị lag các bạn ơi. Game này nó hơi dễ lag nha. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ cần phải ốp cái phần gỗ lại nè. Đây, thì mình ốp phần gỗ lại nha. Đấy, bọc xung quanh luôn. Đấy, chặn lại hết. Đó, chặn ở đây. Và tương tự như bên này thì cũng chặn lại luôn. Đấy, thấy chưa? Chặn lại thì ở vị trí này thì chúng ta sẽ bắt đầu cuốc nha các bạn. Đây, các bạn cứ cuốc như bình thường, cuốc cuốc hết cái đường này luôn đi nha. Và chúng ta cũng sẽ cần có một cái repeater nha các bạn. Đây, ok chưa? Đâu rồi, công thức repeater đâu, thấy không? Mình nhớ kỹ lắm. Và tương tự thôi, chúng ta sẽ cần có một cái cần gạt và cần có đá đỏ dẫn lên thôi các bạn. Đây, mình sẽ dẫn lên nha. Thì cái này nó cũng tương tự như cưỡi sập thôi. Đây, lên tới vị trí này. Ôi, cái này phải ra sau nữa. Đấy. Ok. Sao lại hết? Sao mà hết được? Cả đống đây mà. Đấy. Ok. Mình đã bỏ hết mấy cái xô nước vào rồi nha các bạn. Rồi, ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái repeater để tăng cái cường độ dòng điện lên. Đấy. Ok nha. Rồi, như thế này. Bây giờ mình sẽ test thử coi bật thì nó có ấy nước không nha. Đấy, tắt. Phải tắt hai lần. Nếu như bạn không muốn tắt hai lần thì theo mình các bạn nên dùng một cái nút. Đây thì các bạn dùng một cái nút gỗ đi. Delay cho nó dễ. Đấy, các bạn muốn ấy thì bạn bấm cái nữa. Đó, bật là bật đỡ về công bật. Nếu như bạn dùng công tắc thì bạn bật 4 lần. Còn nếu bạn không dùng công tắc thì bạn dùng cái nút thì bạn chỉ bấm 2 lần thôi. Và mình sẽ test thử là bây giờ mình trồng khoai tây và lúa vào nha. Để xem thử coi á là nó có đẩy tới cuối và cái đường nước kia có đẩy đồ cho mình vô trong hopper không nha. Đấy, thử như này đi. Rồi, test thử xem coi. Đấy, uầy, nó bị văng lên trên kìa. Để xem coi. Đấy, xoay. Ổn áp không? Đấy, tới đây lấy không? Tiết kiệm. Nhưng mà nó đang bị văng lên nha các bạn. Thì nếu như nó bị văng lên thì cái này nếu được thì mình có thể đi cái đường ở đường điện ở bên dưới. Bên trên này thì chúng ta ốp thêm một cái lớp slab nữa là ok. Bên trên này ốp thêm một lớp slab nữa là nó sẽ không có văng được nha các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta cũng có được một cái khu vực để mình có thể farm nó đơn giản hơn, thu hoạch nó đơn giản hơn thôi. Đấy, cái này thì cũng là một cái máy farm mà các bạn nên làm ở những cái thời kỳ mà đầu tiên nha. Những cái thời kỳ bắt đầu sinh tồn thì các bạn nên sử dụng ha. Ủa, sao trong này không thấy nước vậy? Lát à? Hay là chặn lại bị lát? Ui, chặn lại bị lát các bạn ơi. Nè, chặn lại nhìn không thấy nước luôn. Vải cà trưởng à. Đấy, chủ yếu là mình trồng lúa cơ các bạn. Đấy, thì bây giờ mình phải cho nhân giống thiệt là nhiều lúa ra. Để làm gì? Để cho tụi bò ăn. Để trong tập sau mình có thể có được nhiều bò để chúng ta có thể là giải quyết cái vấn đề lương thực nha các bạn. Thì ok các bạn ơi, có lẽ là tập này tới đây cũng khá là dài rồi. Thì nếu như bạn nào thích thì đừng quên á, để lại cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên kích vào chuông nhận cả thông báo từ channel của mình nha. Và nhớ ủng hộ cho channel Minh FF cũng như là Minh MC của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip kế tiếp nha. Bye bye.